Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm đầu xịt Oshima OS45 với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem như thế này nhé. Trước mặt tôi là đầu xịt OS45 được thiết kế vô cùng tinh xảo. Chữ Oshima được dập nổi trên máy. Bên ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Và phần đuôi thì được làm từ bằng thép không gỉ, trọng lượng nhẹ chỉ 13 kg, piston lớn, công suất của máy là 2 HP, tốc độ vòng quay của máy là 1100 đến 1300 vòng trên phút, áp lực phun từ 45 đến 55 kg, lưu lượng nước từ 25 đến 40 lít trên 1 phút. Chi tiết máy chúng ta có thể thấy có đế đầu, thân bơm, tra dầu nhớt và có chỗ để chúng ta kiểm tra dầu. Hai đầu gắn mô ly, ống tra máy vòm, đầu điều chỉnh áp lực, chốt khóa nước ra, đầu hút nước, đầu xả nước, đồng hồ đo áp lực, đầu xịt, bình hơi, có đầu xịt van lớn sử dụng dây 13mm. Và bộ dụng cụ đi theo thì gồm có dây hút và dây xả, mô ly. Bộ dụng cụ đi theo gồm dây hút và dây xả, mô ly, đầu lọc rác, bộ phốt, chất bu ly và ốc long đèn. Khóa móc phốt. Đầu bơm nước Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam.